Chào các bạn, clip lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt bộ hẹn giờ TT208. Lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt bộ hẹn giờ thông qua máy tính và phần mềm. Bây giờ mình sẽ tải phần mềm cài đặt cho bộ hẹn giờ TT208. Tiếp theo các bạn sẽ mở trình duyệt ghép lên. Và các bạn sẽ vào trang web toa-vn.com. Các bạn kích vào đấy, trang web sẽ mở ra. Các bạn sẽ vào phần tìm kiếm đánh chữ TT208. Các bạn kích vào và tải phần mềm về máy. Sau khi tải phần mềm về, các bạn sẽ phải giải nén file và cài đặt phần mềm. Và các bạn ấn kết thúc. Sau khi cài đặt phần mềm xong, mình sẽ có phần mềm là PC setting. Sau đây thì mình sẽ kết nối dây USB từ máy tính vào TT208 và các bạn sẽ mở phần mềm lên. Bây giờ tôi sẽ kết nối TT208 vào máy tính bằng cáp USB. Như vậy phần mềm đã được mở ra. Các bạn sẽ đăng nhập là admin, password cũng là admin. Như vậy phần mềm đã được mở ra. Các bạn sẽ vào phần kết nối và ấn chữ connect. Khi mà chữ connect màu xanh ở phía dưới hiện lên thì chứng tỏ là hai thiết bị đã kết nối với nhau. Tiếp theo, đầu tiên các bạn đang thấy phần basic setting. Các bạn click vào đấy. Và vào phần mềm và cài đặt thời gian thực cho TT208. Các bạn sẽ click vào chữ yes. Và các bạn sẽ ấn nút set để đồng bộ thời gian TT208 và máy tính. Như vậy là hai thiết bị đã đồng bộ với nhau. Sau khi đồng bộ thời gian, các bạn sẽ tạo chương trình hẹn giờ. Các bạn sẽ vào phần Event Setting. Các bạn nhìn thấy Program. Bạn sẽ click vào sẽ có 4 chương trình và mình sẽ chọn chương trình số 1. Phía dưới Channel các bạn thấy sẽ có 8 kênh. Giờ mình sẽ chọn kênh số 1 và kích đúp. Và các bạn sẽ thấy một bảng thời gian hiện ra cần cài đặt. Giả dụ các bạn sẽ chọn một mốc thời gian là 7 giờ sáng và 12 giờ trưa cho từ thứ 2 đến thứ 7 để các bạn sẽ cài. Thì mình sẽ làm như sau. Các bạn sẽ phải chọn ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Bạn sẽ click đúp vào. Sau đó các bạn sẽ click vào chữ Start Time. Chọn giờ để chọn giờ. Xong ấn OK. Các bạn sẽ ấn chữ Next Sheet. Các bạn sẽ chọn số 1 là None. Sau đó các bạn sẽ chọn đến Cancel Output. Chọn số 1 là đóng cực. Như vậy là mình đã xong bước 1. Bước số 2 mình sẽ làm tương tự. Cũng làm tương tự như trên. Như vậy là mình đã xong hai mốc thời gian.
Tiếp theo các bạn sẽ lưu file vào trong máy tính. Các bạn sẽ vào file chọn Save As. Các bạn sẽ ghi theo tên. Mình sẽ lưu là TCE. Rồi ấn OK. Bây giờ các bạn sẽ nạp cái file từ máy tính vào bộ hẹn giờ. Các bạn sẽ vào PC, sang Timer, xong các bạn ấn On. Các bạn sẽ chờ load file. Và file đã được nạp. Chạy. Các bạn phải chờ một tí để được nạp file vào. Như vậy là quá trình nạp đã xong. Bây giờ tôi sẽ thử âm thanh qua phần mềm. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt bộ hẹn giờ TT208. Nếu có vấn đề về kỹ thuật hãy liên hệ với mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.